để điều phối tái cơ cấu nền kinh tế. Chúng ta đang thấy những người này nhờ cổ phần những yếu phút giây này cho dân tộc dân tệ thương qua chút. Mời cha vui thành trời cao chính duyên ta cao na với anh chị một nhà niềm thương lưu chung qua từ nay tôi không rời xa tôi vui với anh tâm quận ta ô ma nhất chưa xa xa cao na chúc em an bình tình vì sao phố phong bao